À, chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại chương trình giới thiệu sản phẩm mới của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. À, hôm nay giới thiệu với anh em về tất cả các mẫu giày ngụy trang, giày đi rừng mà shop bên đang cung cấp, bên mình đang cung cấp nhá. À, các bác nhìn này, số lượng cũng có rất là nhiều, cả mấy trăm đôi luôn, nói chung là hàng trăm đôi, số lượng bao nhiêu cũng được, các bác cứ alo nhá. Một đôi shop đã ship rồi, ship đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. À, đối với cái mẫu giày cao cổ này nhá, giày cao cổ và giày thấp cổ nha các bác nhá. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác tất cả các mẫu mà shop đang cung cấp nhá. À, bây giờ là đang thời điểm mùa hè, các bác sẽ ưa chuộng cái mẫu giày thấp cổ hơn, đi rừng nó thoáng hơn, nó gọn gàng hơn. Thì đối với mẫu giày thấp cổ thì hiện giờ bên shop đang cung cấp 5 size số cho cái mẫu giày thấp cổ nhá. Size số đầu tiên đó là size số gọi là 250. Thì nói chung cái này khi các bác mua giày thì các bác vui lòng cho biết là mình đang đi giày số bao nhiêu, thì shop sẽ lấy cho các bác cái đôi phù hợp. Ví dụ như là các bác đang đi số 39-40, nói chung là anh em ít nhất cũng nên đi đôi giày 250 này. Giày thừa dép thiếu, các bác đi đôi giày thì nó sẽ phải rộng rãi ra một chút, nó thoải mái hơn và nó sẽ đẹp hơn, nó không có tức chân nhá. Đây, số 250 này. Tiếp theo là cái số này là số 255. Đối với giày số 255 thì sẽ có cho các bác lựa chọn, đó là cái mẫu giày màu xanh truyền thống mẫu từ trước ấy nhá, màu này. 255 là có đôi màu này nha các bác nhé. Và tiếp theo nữa đó là cái mẫu giày số size số 260 màu ngụy trang rèn di đốm, ngụy trang rèn di đốm nhé, 260 này. Các bác cứ cho biết cái thông tin mình đang đi giày số bao nhiêu thì shop sẽ lựa cho các bác cái đôi giày phù hợp nhé. Nhưng mà luôn luôn anh các bác phải xác định rằng là nó sẽ rộng một chút để cho mình thoải mái, thì shop sẽ không lựa cho các bác đôi chặt quá đâu. Số này là số 265 nhé. Đây, 265. Ở trong một đôi giày này là đôi giày thấp cổ nhé, đôi giày này là đôi giày thấp cổ, giá của nó là 180.000. 180.000 đã bao gồm cả cước phí rồi nhé, bao gồm cả cước phí rồi. Tiếp theo là đôi giày mẫu số 270. Đây, 270 này dành cho anh em cỡ to chân nhất, 42-43 nhé. Thì đây là 5 cái size số mà dành cho giày thấp cổ để giới thiệu cho các bác nắm được kỹ hơn, các bác xem được kỹ nhé. Có đôi 255 là màu xanh kia, còn lại là màu xanh rèn di đốm này, rèn di đốm này. Lô hàng này là lô hàng cao cấp hơn, đế của nó là bằng nhựa, đế bằng cao su các bác nhé. Đấy, đế bằng cao su mềm, cao su dẻo, thì các bác đi nó êm hơn, đi nó êm hơn này, và nó hạn chế được cái mùi hôi chân, hạn chế mùi hôi chân nhé. Đây là ưu điểm của mẫu mới này, mẫu mới này thì nó là 180.000. Thế đây là 5 cái size số dành cho giày thấp cổ nhá, giày thấp cổ các bác lựa chọn nhé. Nói chung là giày nào cũng đẹp, mẫu này cũng đẹp và mẫu rèn di kia cũng đẹp, nhưng mà cái mẫu rèn di đốm này thì mình kết hợp với quần áo nó dễ hơn, kết hợp với quần áo nó dễ hơn, dễ phù hợp hơn. Tiếp theo là tới cái mẫu giày cao cổ, giày cao cổ nhá, giày cao cổ anh em, một số anh em rất là thích giày cao cổ. Giày cao cổ thì đang có cho các bác lựa chọn 4 size nhé. Giá tiền thì nói chung là lúc trước thì giày cao cổ này bán đắt hơn một chút, nhưng mà thôi thì tính cho các bác bằng giá đồ đào nhau hết, đó là 180.000 cho một đôi nhé. Đối với giày cao cổ này thì nó sẽ có đôi nhỏ nhất cho các bác nào nhỏ con chân bé, đó là đôi 240, đôi này đôi 240 này. Đấy, cho các bác nào chân bé một chút 240 nhé. Tiếp theo thì sẽ tới đôi 245. Đối với đôi giày cao cổ này thì là đế rất là nhiều ma sát, cực tốt, cực êm luôn nhé. 245 này. Tiếp theo nữa là mẫu 255. Mẫu 255 nhé, 255 cao cổ nhé, màu như này, mẫu 255. Và tiếp theo là cái mẫu 260. Mẫu này là mẫu 260. 3 mẫu này nhé các bác nhé,
ba mẫu này này. Nói chung là các bác xem video là các bác quan sát kỹ giúp tôi. Ví dụ như là các bác ở chân nhỏ nhất thì shop sẽ lấy là các bác ở đôi 240 là đôi này. Thì ba cái đôi này ấy, là thuộc về cái lô hàng trước. Cái đế là nó có tanh cao su dài như này nha, dài như này. Đấy, dài như này này. Chất liệu của nó là chất liệu đế là đế nhựa. Đế bằng cao su nhé, nhưng mà không được mềm như hàng kia. Đấy. Hàng cao su này cao su hơi cứng một chút. Đây, đôi ở giữa cũng vậy. Đấy. Thế còn đối với đôi giày size to hơn. Giày size to hơn đó là giày số 260 này. Thì nó thuộc về lô hàng mới. Lô hàng mới này thì là đế là bằng cao su dẻo hơn. Đế bằng cao su dẻo hơn. Mà nó không có cái những cái tanh dài, không có cái râu riêng lồn xồn, không có râu riêng lồn xồn như này. Đây là các bác xem video tôi giới thiệu rất là kỹ, các bác mua đôi nào thì là thuộc diện đôi đấy. Thế còn diện có tanh hay không có tanh thì không quan trọng, giày nào cũng êm như nhau. Đối với cái mẫu mới nhập được này thì là đế chất liệu cao su nó dẻo hơn. Đây, chất liệu cao su nó dẻo hơn một chút nhé. Đấy, thông báo cho các bác để các bác nắm được. Đây là số 260 là nó hết hàng thì tôi nhập mới bằng cái hàng mới về này. Còn ba cái sai số này là ba cái thông số lô hàng trước nhé. Đấy, màu mà đẹp nhau, chất lượng như nhau. Còn đây toàn bộ mà năm cái sai của giày thấp cổ này ấy, là thuộc lô hàng mới hết các bác nhé. Lô hàng mới hết thì toàn bộ là đế cao su dẻo này. Đấy, cao su dẻo này nó không có cái tanh cao này nhé. Đấy, đi cái này cực kỳ là êm, rất là êm nhé, không có hôi chân. Đấy, các bác quan sát kỹ, quan trọng nhất là các bác quan kỹ anh em xem này, cái màu nhé, cái màu các bác có thích hay không nhé. Đây là màu này. Đấy, màu của nó là dẻo ni đốm ra, ngụy trang phong cách kết hợp với quần áo rất là dễ. Quần áo đen cũng được, quần áo dẻo ni cũng được, quần áo lá cây khô cũng phù hợp. Đế là đế bằng nhựa cao su dẻo. Đây, nhựa cao su dẻo này. Yeah. Này đi cực là êm rồi. Hạn chế mùi hôi chân, Thế cơ bản là cái mẫu dẻo ni đốm nó chỉ có một size duy nhất. 255 thì có cái mẫu dẻo ni xanh như này. Đấy nhá, dẻo ni xanh là mẫu 255. Đấy, các bác lưu ý kỹ, đối với số 255 thì sẽ là màu dẻo ni xanh này. Yeah. Còn đế nhựa thì vẫn như vậy nhá. Đế nhựa vẫn như vậy. Thế còn bên này ba cái size này là cái size thuộc lô hàng lúc trước, thì là đế nhựa nó có lồm xồm như này nhá. Thế còn lô hàng sau này thì là cái đế size 260 này. 260 là lô hàng sau thì nó sẽ không có cái đế lồng lồm xồm nữa. Thì các bác lưu xem cho kỹ giúp tôi, nhận được size nào thì đúng là size vậy, chứ không phải là lại bảo là shop nói giới thiệu một đằng quảng cáo một đằng mà lại bán hàng một kiểu khác. Đấy, nói cụ thể như vậy, shop bán hàng trên video, trên hình ảnh thực tế. Còn các bác nào mà có thời gian kết nối Zalo, Facebook với shop thì cho xem video hình ảnh thực tế sản phẩm luôn trước khi gửi nhé. Hàng là 180 một đôi, nói chung là đồng đều nhau hết, tất cả các size số, tất cả các mẫu cao cổ và thấp cổ đều 180 một đôi hết, bao ship đi toàn quốc các bác nhá. Đấy, hàng số lượng rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Các bác xem kỹ video rồi chọn cho mình một đôi giày phù hợp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nhá.